các bạn. Trời ơi, mình bán đồ đồ máy lâu quá, chứ mình khi mình quên bán đồ kiển luôn các bạn. Nhưng lâu quá mình đâu review đồ kiển các bạn đâu. Nhưng mà hôm nay mình review đồ máy nha. Tại sao bán đồ máy nó vui hơn bạn? Bán đồ máy mình sẽ gặp những bạn rất là xoái ca, đẹp trai, dễ thương đó. Còn bán đồ kiểu á, thì sẽ gặp mấy bạn gọi là công tử nhà giàu ha. Mà hôm nay phân khúc của mình sẽ là vừa công tử nhà giàu mà vừa đẹp trai 6K luôn nha. Ai coi này là cũng đẹp trai đẹp gái hết ha. Rồi, cái này là cái đầu 1922 nha. Đầu 1922 này á, bạn sẽ hỏi là khi mà mua chúng ta sẽ gồm có những gì đúng không? Đầu tiên nè, khi mà mua bạn sẽ có một cái bộ đầu như vậy, gồm 4 cái súng bắp Red Leo. À, ở đây 4 cái súng bắp Red Leo ha. Nè, 1, 2 nè, 3, 4. Wow, quay mấy cái đầu này khó đó các bạn ha. Nè, 4 súng bắp Red Leo nè, thấy chưa? 4 cây, 2 cây 19 và 2 cây 22. À, cây ra là 19, cây vô là 22 nha các bạn ha. Cây súng bắp vô sẽ lớn hơn cái súng bắp ra ha. Rồi, 2 cây với 2 cây là 4 cây. Rồi, cái vỏ đầu này chúng ta sẽ CNC bọt tinh. À, bạn sẽ thấy ở đây, ở đây sẽ có 4 lỗ CNC bọt tinh nha. À, hai lỗ nạp sẽ CNC hình xăng. À, cái kiểu như nó hơi xoắn xoắn các bạn ha. Còn mà khi mà hai cái lỗ ra thì nó sẽ CNC trơn. À, mình sẽ quay cho bạn xem. Còn á, cái vỏ này ở đây chúng ta sẽ có cái logo Red Leo ở đây. À, vỏ đầu Red Leo. Còn cái phân ở dưới đây nữa nè. Đây, ở dưới ngay chỗ cái đường của ống nước á thì sẽ có là thông số là 1922 ở đây. À, mình sẽ quay zoom cho bạn xem ha. Rồi. Còn đâu nữa ta? Ở trên đây, tất cả mọi thứ đã làm sẵn ở trên rồi. Mình mua về mình chỉ cần load and play ha. Trong bộ vỏ đầu này chúng ta còn có một cái phần co xăng. À, co xăng CNC bọt tinh. Thì thông thường các bạn mua hộng xăng sẽ cho co xăng đúng không? Nhưng mà khi chúng ta mua đầu á, chúng ta thêm một cái co xăng bọt tinh nữa để nó khớp với cái đầu luôn bạn ha. Nè, nó CNC bọt tinh như thế này. À, thấy không? Đó. Rất là đẹp luôn bạn ha. Nè, thấy chưa? Nó thông vô tới trong luôn. À, và cái miệng này là cái miệng lớn luôn. Đó, còn thông thường cái co mà khi bạn đi cái đầu zin á là lỗ sẽ tròn như vậy. Còn heo đầu á thì chúng ta để tăng cái hiệu suất động cơ á thì chúng ta sẽ làm một cái họng như thế này, phải không? Nó dẹp như thế này nè. Đó, để cho nó vô lượng nhiên liệu tốt hơn và nhiều hơn. Đó, đơn giản thôi mà nó tăng rất là nhiều công suất động cơ luôn bạn ha. Rồi. Còn gì nữa? Có bộ cò. Cò này là cò hồng ha. Đây. Bộ cò này á là cò heo đầu luôn. À, thông thường các bạn đi những cái đầu lớn thì chúng ta cần một bộ cò mới thì trong bộ đầu này nó sẽ có hai cái cò cho bạn luôn. À, đầy đủ hết. Còn như mà dòng điện cao su này thì vẫn có ha. Cái này là phần đi kèm của trong cái cổ đó. Có dòng điện cao su này. Đó. Thì tất cả những gì nãy mình quay với bạn là chắc chắn mà khi bạn mua cái đầu sẽ có bạn ha. Đó, thấy chưa? Rất là tuyệt vời luôn. À, cò mới. Thì đương nhiên phải đầu mới rồi, tất cả đầu mới hết mà. Rồi, các bạn sẽ hỏi là cái bộ đầu này nè, gắn được xe gì? Là xe ẹt 135 từ 2006 đến 2014, và ẹt 150 từ 2015 đến 2019. Đó là 135 và 150 là giống nhau hết bạn ha, xài chung hết luôn, không có khác nhau gì hết. Còn 150 á, bạn sẽ hỏi là gắn vô á, thì cái cảm biến ở đây sẽ như thế nào? Cảm biến đây mình treo lên sườn, tại cái cảm biến nó chỉ dùng cho Isuzu Zin thôi. Còn bạn xài Isuzu Red Leo rồi á, thì cái cảm biến nó vô dụng, không có chức năng gì hết á. Bạn hãy treo lòng thõng máy sườn cũng được, xe vẫn chạy được bình thường. Còn cái bạn nào á, muốn làm thêm á, bạn phải làm một cái khâu ở đây, bạn gắn cái cảm biến vô đây cũng được luôn, nó là tùy theo nhu cầu ha. Còn cái đầu này chỗ này không có khoét lỗ cảm biến ha. Rồi, mình review là phải nói hết các bạn để các bạn biết là cái đầu của bạn nhận được sẽ như thế nào. Và cái đầu 1922 này là cấu hình nào? Có hình vô sân lửa, bo sân lửa mà đầu cao 57 đầu cao á, gọi là full vô sân lửa cao sân nồi á, là 57 đầu cao nè, 62 zin zin đó, là xài đầu này được. Hồi xưa các bạn sẽ hỏi là tại sao không có đầu 1922, thật ra là có, nhưng mà mỗi lần ra là hết hàng, bán không kịp luôn các bạn. Cái hàng này là cái gọi là rất là nhiều, tại vì ngoài đường bây giờ ví dụ 1000 xe đi, khoảng 800 xe là vô sân lửa ha. Còn 100-200 xe còn lại là từ 57 cho tới 62. Đó, cái phân khúc bôi sơn lửa với xa 57 độ rất là nhiều luôn, phân khúc rất là nhiều, nên cái cần cái nhu cầu của này rất là nhiều. Còn nếu bạn mà lấy một cái đầu zin cho làm á thì nó rất là rẻ, tại vì cái đầu zin bạn chỉ cần đi móc gọi CNC bọt tinh mua 4 xúc bắp này vô là nó thành ra đầu 1922 rồi. À, nên hồi trước cái giờ khi mà hết hàng á thì các bạn cứ lấy đầu zin cho bạn làm, tại cái đầu zin này rất là nhỏ bạn thấy không. À, đây rất là nhỏ nè, đó cái chảo có tí xíu thôi. Còn mấy đầu kia là cái chảo này nó ra tới cái đường nướng luôn bạn. À, rồi cái đầu này rất là đẹp như thế này, tổng bộ như vậy của Red Leo thì có một ít thôi đó. Bạn nào quan tâm đến sản phẩm này của mình thì các bạn chờ trong bếp của mình á, 197 Racing Cho Ven,
hai bạn đang xem TikTok thì cứ vào đây qua trang web của mình là sẽ thấy được đầu thôi, bạn gõ chữ đầu quét leo là nó ra thôi, hoặc là bạn bấm 19-22 đó sẽ ra cái này. À ok, chào tạm biệt các bạn, hẹn các bạn ở clip sau nha, bye bye.